nở gai chưa. Thôi bà con ơi, rồi ôm cái mít về thôi. Nay mình xẹp mít ra, cái mình gỡ muối ra, mình rồi kho. Ai bữa nay ngày chay ăn chay, nó ngọt, không có phải để đồ ngọt, không có nêm đường, khỏi nêm đường. Mình kho tự nhiên vậy, rồi có thêm món gì để mình kho thêm. Thêm kho chung với mít ăn bữa nay ăn lạc thầy chay. Kho mít với ngó sen nha bà con ơi, bây giờ xào dầu trước.
xào dầu xong mình thôi với muối ớt nè, thôi với muối ớt thì khỏi đem tiêu. Mình để thêm một ít nước tương cho nó ngon. Kho xong rồi bà con ơi, mình múc ra ăn rồi, còn phần này kho rồi, phần này chưa kho, rồi ăn ngon dữ lắm luôn, ăn ngon thiệt là ngon. Bình thường với muối ớt xào với dầu vậy nghĩ là ngon rồi đó. Ở nhà quê cũng dễ ăn dễ sống quá ha em ha. Dạ. Yeah. Có vừa ngọt vừa à, có chấm mít mà kho ăn cũng khỏi có nêm gì, bột ngọt bột nêm nhưng mà nó ngon ngọt. Đồ gì cũng tự nhiên không có sen cũng đi móc với ao. Mít mới làm được nhiều công dụng quá ha. Dạ. Vừa làm nước uống ngon, vừa ăn không cũng ngon, mà vừa kho cũng ngon. Công nhận ngộ thiệt chứ. Còn nấu canh dừa thì... ở nhà dừa nhiều cái hay quá. Sống cuộc đời thôn quê rất là giản dị, bình an quá ha. Dạ. Có sao ăn vậy. Đỡ tốn tiền, đỡ bệnh luôn. Không có quá chất thì không bị bệnh ha. Dạ. Yeah. Thiên nhiên không. Trái mít này người ta còn gọi nói lái là con chích mái đó. Trái mít là chích mái. Ăn mít là ăn thịt cũng chích mái. Ăn thịt chích mái. Con chích đó cũng là một loại chim. Nó ở ngoài đồng hả em? Dạ nó ở ngoài đồng. Cái kiểu chích chích chích. Con chích.